Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Chello của Bun nhá. Anh em ơi, tất cả những thực thể Solitap chúng nó đang lộng hành ở trong Roblox anh em ạ. Chúng nó bắt đầu đi săn tìm đối thủ, đi ăn hết tất cả những con mồi. Nên là ngày hôm nay tôi sẽ vào để phá chúng nó, chọc chúng nó và cướp đồ ăn của chúng nó. Xem phản ứng của cái bọn Solitap đây nó sẽ như thế nào anh nhá. Rồi, anh em nào muốn biết tôi chọc nó như thế nào thì hãy tiếp tục coi video này nha. Và trước khi đi, hãy nhớ cho tôi xin like và đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xin quảng cáo đó nha. Còn bây giờ là lên đường thôi. Dạ vâng anh em ơi, tôi đã có mặt tại nơi mà chế tác những cái con quái vật cực kỳ là ghê sợ luôn rồi nha. Và sau lưng tôi đây, đó chính là con quái vật Solitap. Anh em có thể thấy này, con này có phiên bản gọi là chân tay dài lèo nghèo hơn. Và không những thế, ở cái phần mông của nó đã xuất hiện những cái gai nhọn hoắt luôn rồi nha. Ghê hơn những cái bản trước rất là nhiều luôn. Và bao gồm có rất là nhiều những con quái vật khác, bao gồm có con chùm này. Đây là một con chùm. À, đâu nữa nhỉ? Ui, ở trong này không có à? Đây, có rất là nhiều quái vật. Ở đây, con này là con gì anh em? Con này con gì? Hình như con này cũng là con Solitap thì phải. Nhưng mà cái bụng của nó này, lòi toi phoi rụt gan luôn. Sợ quá. Mấy kẻ nho. Nhìn cái sợ thật đó chứ anh em nhỉ. Và nhiệm vụ ngày hôm nay của tôi sẽ phải là đi ăn cắp 11 cái món thức ăn của chúng nó đang ăn anh em ạ. Ok, bây giờ sẽ lên đường thôi, let's go. Tôi sẽ bắt đầu đi từ cái hang hầm này nhá. Đi từ cái hầm này để xem xuất hiện con gì không. Và để bắt đầu cho cái công cuộc này, tôi được trang bị cho mình một cái đèn pin. Vì trong này khu vực này khá là tối, nhìn như kiểu backroom anh em nhỉ. Đúng. Ui, cái gì đây? Có một thực thể bro bóng tối. Ui, đừng gần nó. Nó sẽ phát ra một cái tín hiệu làm mình nhiễu màn hình anh em ạ. Đây này. Ui, thấy chưa? Và đây là cái món ăn của nó. Bây giờ tôi sẽ nghĩ tôi sẽ lụm cái món ăn của nó và chạy thôi. Anh em có thể thấy này, eo món ăn của nó ghê chưa? Nó là một cái bãi nhầy liều đó ghê thật sự luôn đấy chứ. Và tôi chưa nhìn thấy con Solitap ở đâu. Ở đây chúng ta có con lì, con rác, lư hoàng rắn. Ui ôi, con lư hoàng rắn này có cái quả đầu này. Cộng thêm đó con gì đây? Một cái mặt. Thôi, mình ăn trộm, ăn cắp của nó xong là mình phải ia cờ tay tay anh em nhá. Không té là nó dồn, nó té xác luôn đấy. Hiện tại bây giờ chúng nó vẫn chưa biết là tôi lụm của nó anh em ạ. Chưa biết là tôi lụm đồ ăn của nó nên là chúng nó chưa dồn tôi đâu. Ở đây chúng ta sẽ có cũng là một con rắn này. Cộng thêm là một con gì đây? Con lèo nghèo này. Ui, chết rồi. Hỏng rồi. Tôi trở thành món điểm tâm của chúng nó rồi. Quái nhỏ thật. Chúng ăn ghê thật chứ. Và tôi chưa nhìn thấy con Solitap đâu cả. Khoan đã, ở đây có phần shop này. Có một bạn mèo à. Lẽ tôi kiểu ăn cắp ăn trộm được đâu đó 105 đô. Một cái máy ném bom. Máy bay ném bom hoặc là cái bẫy, cái súng lục. Tôi nghĩ tôi sẽ cóp tiền mua AK hoặc là súng lục thôi. Cho nó khỏe anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu lại cái cuộc hành trình đi tìm này. Ui, ở trong này khu này đẹp hơn nhờ. Bảy sắc cơ vòng luôn. À, đây là một cái nhà sách, một cái thư viện à. Không biết có thực thể nào không. Mình có thể nhìn được xem con Solitap ở đâu nhá. Đây, thực thể số 4 này. Ui, đây, chỗ này là tôi vừa làm điểm tâm ở đây này. Chùm. Ui, con chùm nó xuất hiện ở ngay đầu, mình không biết luôn mà. Thực thể 9. Đây chính là con Solitap anh em ơi. Có thể nhìn thấy này, chân nó vẫn đeo cái giày, chạy siêu nhanh và nó đang ăn thức ăn. Thôi được rồi, mình đã nhìn thấy nó rồi, mà không biết cái khu vực này ở đâu. Khu vực này ở ngoài rồi, ngoài sảnh anh em ạ. Ok, let's go. Đây, mình lụm lại con chùm này. Khu vực ở đây mình không thấy. À đây, có một cái con ở đây. Nếu mình không nhầm, đây là con Shin. Thực thể Shin. À, thực thể Shin là con Solitap mà. Ô, đúng luôn. Ôi giời, đường vào tim em hơi tăm tối. Tự nhiên mò ra được luôn anh em ạ. Mình phải lụm lúa luôn mới được. Lụm lúa luôn. Ủa alo, vừa đi đến đây cái mất hút rồi. Ảo thật đấy. Mất hút cái thực thể đấy rồi. À, nó bịp mình rồi anh em ạ. À không, không phải là mất mà nó dịch chuyển ra sau lưng mình. Uầy, thế mình lú cho con cú luôn đây rồi. Hello Solitap. Hello. Và bạn đang ăn cái món nhảy gì ghê thế? Tôi lụm lúa đó nha. Hả? Ở đây rồi, bị lụm được, tưởng không lụm được nữa, trời ơi. Tôi lụm xong kìa, nó ngơ như trái bơ luôn gì anh em ạ. Ngơ như trái bơ mà. Tôi đây lụm té rồi, không tí nó dồn cho mình thì mất xác. Ờ, ở đây cũng có một con này. Hả? Có hai con lận hả? Lụm lúa luôn, hai món đồ ăn thôi. Tuyệt quá. Lần này chúng ta chỉ cần tìm 10 món đồ ăn thôi. Con bóng tối này, nó vừa lụm lúa tôi lại, lấy nó vừa tấn công tôi lại, tôi lấy luôn.
Hi hi hi. Bây lấy là mình phải chạy nhanh luôn nha. Đây cũng có, đây cũng có. Wow, mình thiếu 7 món nữa thôi, 7 đứa quái vật nữa. Rồi. Say bye bye, say bye bye. Khó khăn à? No escape, không thể trốn thoát á. Ui, con Sonic tạm rồi, tôi rồi. Hỏng rồi anh em ơi. Tôi bị vây quanh rồi. Ui, bị vây thật ạ. Bị vây thật ạ. Ui, thôi anh ơi, tha cho em. À, đừng cút. Thôi luôn. Tất cả những con thực thể nó đang dí tôi. À, tôi làm món ăn cho nó rồi anh em ơi. Xì ba. Đồ ăn hại. Thề luôn, căng dã man ngàn luôn đi chứ. Mà mỗi lần tôi lụm nó thì tôi được khoảng đâu rồi nó là hơn 100 đô. Mấy em mới lụm được mấy đồ, 4 đồ anh em ơi. Vẫn chưa hoàn thành xuất sắc. Chỉ bà bây giờ lại phải đi kiếm lại. Đấy rồi. Tôi sẽ kiếm từ dễ sang khó trước đi. Đây là nụ cười là rất dễ này. Mà mình sẽ xem con quái vật này là con quái vật gì. Eo. Con này xấu như con cháu, con này trong back room này. Đúng không ta? Còn con này thuộc dòng dễ thì tôi lụm luôn. Ok, 1 đô. Tôi thấy hình con chùm ở kia rồi kia kìa. Khoan đã, mày mình sẽ đi lụm mấy thực thể khác đã. Lụm chùm này lụm sau. Ui, con này có gì như dây dây này. Eo, hút, tôi ăn của nó xong nó khóc quê luôn này. Ui, bye bye. Bye bye, tôi đi kiếm con khác đây. Không biết chúng nó dồn tôi chưa đây. Được 2 đồ anh em ơi. 10 đồ là thơm phức luôn. Ui, con nhện mắt. À, con nhện mắt lúc nãy. À, hóa ra là ở bên ngoài kia. Ban đầu tôi tưởng con Sonic Tap nó trở thành như thế, nhưng mà không, nó là một con nhện mắt anh em ạ. Ở cái bụng của con Sonic Tap. Rồi, được 3 đồ, 3 món rồi. Và lần này chúng ta lại phải lấy 11 món đồ ăn ạ. Không biết hoàn thành xong cái này mình sẽ được cái gì ta. Ok. Mình sẽ ra ở phía trước mặt tôi đây. Có rất là nhiều thực thể này. Con kia nó dồn tôi rồi anh em ơi. Shiba, tôi có thể chạy nhanh hơn nữa được không? Con này chạy nhanh thế. Toàn ôi dồi ôi, không trèo lên được luôn mãi. Quái đạn, nó lao lên tấn công tôi một phát. Ngươi này còn cả tay luôn à? Uầy, nhanh dã man còn ngàn luôn đi chứ. Chưa rồi, mình phải kiếm cách nào mình có thể chạy nhanh hơn không. Vào shop này xem mà. Mấy cái súng này không biết giúp gì cho mình. Một khẩu lục tự động, bán tự động. Nó không giúp gì cho mình anh em ơi. Không biết là có giúp gì không, nhưng mà tôi đọc là tôi thấy cảm giác là không có gì hứng thú lắm rồi đấy. Ok, ở đây nó tụm năm tụm ba ở đây này. Ngay phía trước mắt tôi thôi. À, nó spawn ra điểm khác rồi. Spawn ra điểm khác rồi. Quay lại. Cái điểm này khả năng mới ui. Nhìn u ám nha. Cần phải u ám chứ vậy không bấy. Hay là mình ra mình chọc con chùm trước đi. Mình lưới của con chùm trước đi. Nani? Đây con chùm này đây. Ui. Ơ, sao con chùm này là cái con kia? Con này siêu dễ luôn. À, nó to cao hơn, nó vâm hơn anh em ạ. Và thứ hạng của con chùm này này. Ui. Thứ hạng con chùm nó super vip pro nên anh em ạ. Nó to hơn. Và nhìn nó kiểu năng lượng hơn ấy. Nhìn nó kiểu lắm protein hơn ấy. Mấy con kia nó nhìn nó cứ đen thầy nhầy. Cái này là xanh lét luôn. Lẽ khu vực này là mình không thể trốn thoát à. Nhưng mà nó túm 5 túm 3 ở đây này. Mình lấy một phát là mình lấy tất luôn. Đây. Rất là nhiều con nó đang trốn ở đây. Lụm. Uầy, được 6 cái luôn rồi. Và con chùm đang dí tôi. Vừa lụm được 6 cái đồ ăn luôn đi chứ. Chưa kịp chạy thoát. Thế luôn. Cánh đề đẹp luôn đố anh em mà. Vào đây có thể lụm được 11 món đồ ăn đấy. Nhưng mà tôi đã đặt chỉ tiêu rồi là phải lụm được 11 món. Là bây giờ tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Đây chỗ này chính là chỗ này lúc nãy tôi bị bụt túm này. Bây mình chỉ cần di chuyển ra đấy thôi là mình lấy phát được 6 món đồ ăn luôn. Xong mình té IA kiểu nhót nhót. Được không anh em? Hợp lý quả bí chưa? Hợp lý. Đây. Chính là cái khu vực này. Mình sẽ loại bỏ hai con này trước nha. Mình ra mình lụm 6 cái mình mới quay lại đây mình lấy của hai con này. Ok chưa? Hợp lý chưa? Rất là hợp lý luôn. Đúng là thăm mình chuẩn luôn anh em ạ. Ok. Ra đây. Đâu rồi. Tôi đến đây, những người anh em của tôi. Những cái món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Một là mình sẽ làm món ăn của chúng nó. Hai là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Té. Nốt thôi anh em ơi. Nốt. Quả nốt. Tên. Làm phát được 6 cái luôn. Thơm nước mũi. Đây. Khu vực này. Không biết nó dồn chưa ta. Tôi thấy nó vẫn đáng mình bất động lắm. Tôi thấy nó vẫn gọi là đứng im luôn. Ôi, di chuyển rồi.
À, những cái món đồ ăn này phát ra ánh sáng và phát ra cái luồng khí để chúng có thể dồn được mình này. 8 rồi, 8 món rồi. Thôi anh ơi, nếu mà mình bị bắt mình sẽ bắt ở đây. Kiểu gì? Ba, nếu mà tôi bị bắt thì tôi sẽ bị bắt ở gần đây một tí. Và tất cả những món đồ ăn nó đã ở đây rồi. Bây giờ mình chỉ cần lụm. Sao có 3 món vậy? Sao chỉ có 3 món vậy? À, bị nó tấn công ăn tiếp. Ôi giời ơi, bọn này ghê quá anh em ơi. À, bây giờ mình chơi trò gọi là mình lùa hết chúng nó vào đây. Xong là mình té. Được không nhở? Lùa hết những cái món ăn vào đây. Ồ, hợp lý ta. Hợp lý ta. Đã có 500 đô rồi. Và xong mua súng đã. Mấy khẩu súng này giúp ích gì cho mình? Mua luôn. Ok, trang bị súng rồi anh em ơi. Súng này sẽ làm gì đây? Bắn thử phát xem nào. Piu, 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 piu. Ồ. À, có mỗi mấy chục viên thôi. Lụm lấy xong té đã. Có mấy chục viên thôi anh em ơi. 5 món. Sao có 5 món vậy? Lấy tôi ở đây tận 8 món cơ mà ta. Rất là nhiều con luôn. Nó ở ngay kia. Bây giờ mình qua mình lấy cũng mình giả hơi biết bơi luôn đi chứ. Chơi đánh đường vòng vậy, đánh đường vòng vậy. Cái này cái gì ta? Không lụm được là cái này à? Tôi tưởng những cái bóng này sẽ giúp ích gì cho mình. Nhưng mà không. Xem nào. Bạc 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 bạc. Súng này không có ích gì luôn anh em ơi. Ai buồn như con chuột chuột vậy. Đấy nó vẫn đang ăn ở đây này. Sao lại tôi không thấy đồ ăn của nó đâu. Mà nó vẫn ăn tóp tép chứ đúng rồi vậy. À nó lừa rồi. Tất cả những cái con kia tôi đang lụm thì nó sẽ ở đây. Rồi chạy ra đây đã. Kiếm. Kiếm tìm em ở nơi đâu. À mất súng luôn mà. Ủa alo. Đạn vẫn ghi ở đây mà mất là mất súng rồi. He he, 5 món. Yeah, cái chất nhảy nó ăn đây này thì phải. Ok, có 5 món rồi. Lấy điểm cao nhất của tôi là 8 món. Chưa rồi, đi một vòng ra chỗ trong nó này. Hỏng hình rồi. Nếu mà có liệm thì mình sẽ liệm gần ở đây một tí. Vừa nói xong liệm luôn ạ. Ok, tôi đã túm lâm tụm ba chúng nó lại rồi. Nó sẽ gần hơn cái chỗ mà tôi cần. Ok. Mình cần lùa chúng nó vào một góc anh em ạ. Trời ơi, tất cả những vật thể mà tôi vừa lụm nó tất ở đây. Lấy là 4 món. Và trong này sẽ cố gắng là 5 món luôn. 1, 2, 3, 5 món luôn. Ok, let's go. Kiếm một điểm nào gần gần nhất có thể nha. Boss chưa già mình chưa sợ. 5 cái rồi. Tiền cộng liên hoàn trưởng luôn. Là sao? Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Sao tôi bị ăn quả đấy được ta? Sao thằng tôi chạy đi rồi mà ta? Bìm bịp thật. Bìm bịp thật anh em ạ. Nhọc thật sự luôn đi chứ. Đây có 5 món này. 1, 2, 3, 4, 5. Chả nhẽ lại bị lừa phát lửa. Có hình như có con nào đó teleport được hay sao ạ? Có một con vật nó teleport được hay sao ấy? Chúng nó vẫn chưa dồn. Ra gần đây đã. Lụ cười dễ sợ. Rất dễ chứ. Chưa gì anh em ơi. Ui, mắc kẹt. Có spawn ra điểm khác rồi. Shiba. Tự nhiên bị lăn quanh cả luôn đi chứ. Ôi, chúng nó đang lần mò tìm tôi rồi. Và đây mình có thể chạy nhanh hơn. Càng ngày càng nhiều tiền rồi. Ui, ngon. Ở ngay phần đầu này luôn này. Mấy bọn kia vẫn dồn tôi. Vẫn dồn tôi, không thể dồn được đâu. Bye bye, chị chưa ghen. Một con nữa. Thôi luôn. Vây quanh toàn là quái vật ơi. Lại là con này nó tấn công tôi nữa. Cay thật. Nhưng mà không sao, tôi gom tất cả chúng nó vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm mấy con dễ hơn một tí. Mình gom lại. Boss xuất hiện rồi. Đây rồi, có mấy con dễ ở đây. Mình gom lại hết chỗ con dễ này cái đã. Cứ mong là nó đừng dịch chuyển sang chỗ khác nha. Đây rồi. Mình phải chơi chiêu mới có thể win được cái trò này anh em ơi. Nãy giờ cao nhất của tôi là 8 đồ ăn. Chỉ 3. Càng đét là đẹp luôn. Ôi xa thế. Chỗ này 2 món nữa, kia là 6 món. Thế là mình có 8 món. Vẫn chưa mắc bình anh em ạ. Vẫn chưa mắc bình. Về qua chỗ con chùm đã. Qua chỗ con chùm quay về kia mình. Nếu mà mình bị túm ở kia thì tí mình smoke lại mình sẽ có đồ ăn ở đấy.
Qua lụm một con chùm cái đã anh em ạ. À con chùm xa thế. Con chùm xa thế. Đây rồi, thấy điểm xanh xanh đây rồi. Nhấp nháy cái gì. Ô, có một đứa nó ăn cắp của chùm rồi. Hỏng hình rồi. À, mấy con này không dồn mình. May quá. Mà đồ ăn đâu rồi, đồ ăn của tôi đâu hết rồi. À, tôi tích lũy ở đấy, có đứa là phá vậy. Thôi xong tôi rồi. Tích lũy bao nhiêu cái đồ ăn ở đây, có đứa là phá vậy. À, mất hết rồi. Còn thì lỡ đâu mà khóc với sầu rồi anh em ơi. Cây thế nhở. Đây, điểm này. Cây thật đấy. Tích lũy bao nhiêu món đồ ăn ở đấy, xong bị chúng nó lụm lúa lại à. Bực thật sự đấy, khổ. Xa thế, đứa nào lùa ra xa thế. Chịu luôn. Tôi còn khóp mãi mới được. Lùa ra tận đây thì thua cuộc luôn anh em ạ. Đây, tất cả đây. Mình phải lụm lại hết. Mấy món ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Đấy, tôi lụm tận 6 đứa rồi. Cái đứa này, đứa thứ 7 này. Ơ, à, con kia nó lấy mất rồi. Trả lại đồ ăn đây. À, bực thật sự đấy, khổ. Mới được có 6 món. Ô, đừng mà chúng nó bâu ra chỗ khác nha. Rồi luôn, gom góp. Cái cuộc gom góp của tôi lấy giờ bị bọn này phá tung rối bành lửa luôn. Ui chi bà, bực quá rồi đấy. Ở đây tôi thấy 3 con này, góp được 6 đồ rồi. Chúng nó đang dí tôi rồi. Đây rồi, cố gắng ra lụm nốt 2 cái đồ ở đây. Hoặc là mình chờ chúng nó ra tất đây. Đây có 2 món này. Mình, à ok, 9 món. Let's go. 9 món rồi. À, ok, bắt ở đây cũng không sao nha. 9 con nó tụ hòa vào đấy rồi. Mình giải ra cho con chùm mày thôi. À, đây rồi. Gần phá đạo xây dưới ảo rồi anh em ơi. Ra cho con chùm này. Ơ, nhưng mà mấy con kia đâu rồi nhỉ? Ồ, mấy con mà mình con góp nó tất đâu rồi? Đỉnh cao của tôi là lụm được 9 món rồi nha. 9/11 là thiếu mỗi con chùm mà một cái con nữa thôi. Nhưng mà mất tiêu hết mấy con. À kìa, đây. Quả này lên 10 món luôn nè. Cho anh em chiêm ngưỡng quả. Tôi lụm một phát 10 món đồ ăn nha. Đấy ơi, muốn tới chơi lè các bro. Sao nó xa thế nhở? Lấy tôi thấy nó có xa như này đâu. Ai mà biết được. Ê, đừng bảo đứa nào ra đứa lụm mất đồ ăn của tôi nha. Gom góp lấy giờ anh nha. Bực lắm rồi nha. Rồi luôn, bị đứa nào nó ăn cắp ăn trộm hết tất cả rồi. Mình gom như thế, một mình đơn phương độc mã mình gom 9 đồ một lúc. Đây. Đây ơi, 9 đồ lại nữa. Ha, bị mắc kẹt thôi. Mắc kẹt luôn ở trong cái đống bầu nhầu này. Ok. À, mì mắc kẹt không có lối ra luôn đi chứ. Trời ơi, cứ đi ra chúng nó gặp mà. Thề luôn. Nhiều thịt của tôi nó thơm lắm không bằng ạ. Thằng này lấy mất cái đồ ăn này của tôi rồi. 9 món. 9 món bây giờ lụm lại được còn 2 món. Bao nhiêu công sức của mình bỏ ra. Bọn này lấy tất tần tật à. Bây giờ chúng nó đi phân chia phân bổ ra. Cay thật. Ở đây có 2 món này. Ui. À, tôi bị phá rồi anh em nha. Chứ không phải là tôi chơi gà nha. Tôi bị phá rồi nha. Không là tôi lụm tất tật luôn. Thế. Đây chúng ta bông nhau tất ở đây này. Khoan nào, bây giờ mình vào mình lụm lại này. 5 món. Đấy, nhưng mà cứ mỗi lần mình lụm lại nó bông nhau như này là mình trở thành một cái món đồ ăn cho nó. Thôi hỏng rồi. À, chạy được ấy. Không để ý. Ở kia có mấy con nữa. Khả năng phải chạy ra đây. Đây ơi. Một đứa lấy đồ ăn của chùm bên này. Mình sẽ cố gắng lấy lốt đồ ăn ở đây nữa. À đâu hết rồi, có 6 món thôi. Bọn kia đến rồi. Bên tôi phải giấu mới được. Chơi đòn giấu mới được. Mình bị bắt 6 con ở đây, mình cho nó bắt luôn anh em ơi. Gần lại đây một tí. Ô nhưng mà còn không bắt được tôi luôn đi chứ. Một bạn đã bị bắt ở kia. Xem tôi lên được số điểm là bao nhiêu đây. Gì mà. Bam. Đam. Căng quá anh em ơi. Bọn này cũng vào bâu nhau vào để lấy này. Tôi lụm lại được có 6 món thôi. Còn món nào ở đây lúc không? Không còn nữa rồi. Được có 6 rồi.
Đấy nha anh em. Ui da, lại bị đớp nữa thầy. Anh em nào muốn gom đồ ăn nhanh nhất thì anh em gom hết vào cái vị trí ở điểm đầu vào đây này. Chúng ta gom tất vào nhưng mà đừng ai phá là được. Mua khẩu lục này đi. Cái dây tăng tốc độ ấy, hình như tôi đủ tiền luôn. Không biết cầm cái này. À, chạy nhanh hơn thì phải. Ô, sao mình không mua cái này sớm hơn ta? Tôi chạy nhanh hơn một tí. Bạn kia cầm một cái món đồ ăn rồi, tôi không thể mắc binh được rồi, tôi đang cầm 6 món. Ý à, chạy nhanh hơn anh em ạ. Được đấy chứ. Bên mình mua cái này sớm hơn. Bên mình lùa nó ra một góc thật là xa xôi. À, chỗ này là đường cụt. Lùa chúng nó ra một góc thật là xa xôi mới được anh em ơi. Tôi thấy bắt đầu rung trời lở đất rồi đấy. À, tất cả những điểm đồ ăn chúng nó đã spawn ra lại một điểm khác. Rồi luôn, thôi. Buồn như con chuồn chuồn rồi anh em ơi. Thôi, tôi nghĩ là để ăn hết tất cả những cái món đồ ăn của bọn này vô cùng là khó. Và bây giờ tôi sẽ tạo một cái team. Tạo một cái team để vào đây lụm hết tất cả món đồ ăn. Và tôi cũng đã biết những cái vật phẩm ở đây rồi. Như kiểu cái lò xo này thì nó sẽ giúp mình tăng tốc độ chạy, sẽ giúp mình cải thiện được cái tốc độ hơn và chạy trốn ở con quái vật hơn. Bây giờ tôi sẽ về để gọi team Bên Quy Thành cùng với cả anh em nào muốn vào đây cùng team của tôi thì comment ở phía dưới nha. Và đọc cái idea leak ra thì tôi sẽ kết bạn. Ok. Rồi, và anh em thấy video này có hay không? Nếu mà hay anh em cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn chiếc quảng cáo nữa nha. Còn bây giờ là bye bye, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.